Chào các bác nhá, là Nam Thành Ô Tô. Thì ngày hôm nay là clip lộn gầm MVF3 đầu tiên. Lộn gầm MVF3 đầu tiên. Thì mời các bác cùng xem hệ thống treo cược sau của chiếc VinFast VF3. VF3 thì đây, sở hữu hệ thống cược sau này. Đó này là của QF Group à. Đấy, VF3 này, hệ thống treo sau là cái thanh lò xo cũng rất là chắc chắn, cứng cáp nhá. Hệ thống treo nó ok. Pin thì của Goshen Hi-Tech. Goshen Battery à. Có một lớp gọi là phủ casulon ở dưới mặt sàn của pin như thế này, đúng không ạ? Động cơ thì hệ thống treo là treo treo sau. Hệ thống treo sau. Con này thuộc của thằng nào em nhỉ? Tôi không biết thuộc của thằng nào. Đấy, đây là hệ thống đường dây này. Cái này chắc của QF Group rồi, nó khắc cái tên vào đây rồi. Đấy, hệ thống lộn gầm sau lên, cản sau này. Những thanh cản sau đằng sau dưới xe này nhá các bác nhá. Cũng khá là chắc chắn. Cái này gầm cao mấy tháng mà giá chỉ có 240 triệu thuê pin, mua cả pin mới có 322 triệu cả pin. Đây là hệ thống treo trước đây. Treo trước là treo Max Vision rồi. Treo sau là treo dầm xoắn nhá. Đó. Qua cái tấm bảo vệ phía đằng trước đây, đầy đủ. Hệ thống điều hòa đang nhỏ giọt đây. Điều hòa thì em này rất là mát nhá. Đấy. Rồi. Rồi cái phía phần đuôi xe này, các bác nhìn này. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? VF3 phải nói là sở hữu cái ngoại hình và cái độ hoàn thiện rất là tốt. Một em út nhưng mà hoàn thiện rất là tốt. Các bác nhìn nhá, từ những cái khe kẽ này có cái mức độ hoàn thiện rất là cao. Rồi cái phần đầu xe này. Đấy. Thực sự là rất là phê, rất là mê cho các bác. VF3 xám. Đấy. Review nhanh, trải nghiệm gầm xe cho các bác cùng trải nghiệm. Và la răng của VinFast đã được thiết kế là la răng sơn đen như thế này, nhìn nó rất là đồng bộ. Và cái hình logo đây là được ốp nhựa các bác nhá. Ốp nhựa này. Đấy. Kích thước lốp là 175/75 R16. Một chiếc xe hạng mini SUV chạy đường phố rất là phù hợp cho các chị em chạy. Đấy. Thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến VF3 hay tất cả những cái dòng xe ô tô điện của VinFast thì đừng quên liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0961 395 131 và số Zalo 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn. Còn bây giờ thì em Thành Ô Tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.